vì nói là sợ đụng bác sĩ là bác sĩ sẽ đuổi mình. Mà cái này liều này là do hai người cách tính của họ tính cái liều tôi phải gọi là bây giờ này, đường căn bản là đường lúc đó thì ai cũng giống nhau, tại vì chưa ăn quan gì đâu, ai cũng giống nhau, ai được thứ nhất. Nhưng mà sau khi ăn phải đường phải lên, nhưng mà Tây không tính cho lên, nhưng mà sau khi ăn bắt buộc phải lên thì Tây có một cái liều nữa gọi là liều làm giảm thức ăn. Đây, cái này mới chết rồi, cái này mới chết rồi. Vậy thì bây giờ cái sai đầu tiên của đường căn bản đó là Tây y không có định cái tiêu chuẩn đường căn bản bao nhiêu theo cái kiểu mẫu cũ. Kiểu cũ là 6mmol đến 8mmol, tức là 100-140 đó là đường căn bản, ai cũng như nhau. Nhưng Tây hạ xuống đường căn bản là 3, 3.5, 3.8 thiếu đến 5.9 chẳng hạn. Như vậy là đường căn bản đã thiếu rồi. Tức là Tây y không thống nhất vấn đề mà đường căn bản tự nhiên hạ cái đường căn bản xuống 3.9 đến 5.9 là cái đường này là đường căn bản. Thế là sai rồi. Tức là cái sai ngay từ đầu, sai cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mới là 100 đến 140 mg trên decilit hay là 6mmol đến 8mmol. Tức là tiêu chuẩn là khi đói, tức là giữ bữa ăn no và đói, tức là lúc nào cơ thể cũng phải cần như thế này. Bây giờ đây hạ đường xuống, hạ đường xuống là cách nào? Không có công khai, không công khai. Chỉ khi nào mà chúng ta đi đến xét nghiệm máu đó, thí dụ nó ghi là, nó thí dụ nó ghi là 6.2, thí dụ như đó là thử là 6.2, thì cái tiêu chuẩn ở trong đó thí dụ ghi là 3.9, thí dụ là đến 5.9 thì nó ghi là mình là cao, đó, nó ghi là 2, đó thử là 6.2 là 2. Vậy thì chỉ khi nào đi thử thì cái bản này về bác sĩ là không chịu coi cái này, chỉ biết là trong phòng thí nghiệm nó đưa ra kết quả là 2 thì nó là đường huyết của anh cao rồi cho anh uống thuốc. Đấy là một cái sai lầm chết người. Thế chỉ khi nào đi bệnh viện mà xét máu thì cái người mà xét nhầm máu đó nó theo tiêu chuẩn này, mà nó không thực tế thì là người đi chữa bệnh, chỉ là người trong lý thuyết thôi. Thì khi nó xét cái bản đó thì ghi 2, thí dụ hồng cầu 2, bạch cầu 2, thí dụ bạch cầu lô, đường là 2. Thì khi bác sĩ cầm tờ giấy đó về, không biết, tại vì tôi là bác sĩ chữa bệnh thôi, tôi thấy đường cao, chứ bác sĩ không có liên quan gì tới các ngành thử nghiệm. Đường cao anh phải uống thuốc hạ đường. Mình là người mù tịt, tự nhiên bác sĩ bảo mình uống thuốc được thì mình uống thuốc thôi. Thế thì như vậy là cái sai lầm ngay từ cái đường căn bản ở trên giấy thử nghiệm. Vậy thì Tây chưa thống nhất cái tiêu chuẩn này, chưa thống nhất tiêu chuẩn này. Thấy ở bên Nhật á, tiêu chuẩn nó cao hơn, tiêu chuẩn nó cao hơn. Thế ở bên Nhật là 5.9, thế ở 6.2 thì ok, có gì đâu khó. Nhưng nếu tiêu chuẩn hồi xưa á thì 6.8 chấm, mà nếu mà anh á 5.9 thì nó kêu là lâu. Như vậy cái tiêu chuẩn này không thống nhất trong các phòng thí nghiệm, mà mình cứ ủy thác cho các bác sĩ, nói là bác sĩ là giỏi. Đấy, tôi đi thử máu rồi, tôi nói là limit rồi, tôi tới border rồi, tôi đến mốc mé là tiểu đường rồi đó. Thành ra tôi mốc mé là tiền tiểu đường rồi đó. Sai cái này. Nhưng mà không ai mà tranh cãi được cái này. Hỏi bác sĩ, ta không biết. Cái này phòng thí nghiệm cho, hỏi phòng nghiệm, tôi không biết, tôi học như vậy, tôi ghi như vậy, tôi đâu biết nó bị sao đâu.